Thưa quý vị và các bạn, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên, đến nay các ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, giữ nguyên nhóm nợ trên 12.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 135 khách hàng với trên 1.500 tỷ đồng, miễn giảm lãi suất đối với 59 khách hàng với số dư nợ trên 260 tỷ đồng, cho vay mới trên 13.000 tỷ đồng với 4.000 khách hàng với lãi suất giảm từ 0,5 đến 2%. Một số tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 là Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Vietinbank chi nhánh Hưng Yên, BIDV chi nhánh Hưng Yên, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng MB. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, theo thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã chủ động hạ lãi suất vay cho khách hàng không thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.